Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn thân mến, đụng độ đường biên giới Trung Ấn, ba lính Ấn Độ bị giết. Ba lính Ấn Độ đã bị giết chết trong một vụ đụng độ với lính Trung Quốc tại đát thuộc vùng Kashmir có tranh chấp. Quân đội Ấn Độ nói các sĩ quan cao cấp của hai bên đang họp để tháo gỡ tình thế và nói cả hai bên đều chịu thương vong. Trung Quốc phản ứng bằng việc kêu gọi Ấn Độ không có các hành động đơn phương hoặc gây xáo trộn tình hình, hãng tin Reuters tường thuật. Trung Quốc cũng cáo buộc Ấn Độ là đã vượt qua đường biên giới và tấn công lính Trung Quốc, theo hãng tin AFP. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên được dẫn lời nói rằng Ấn Độ đã vượt qua biên giới khiêu khích và tấn công nhân viên Trung Quốc, gây ra cuộc đối đầu nghiêm trọng và chạm thân thể giữa các lực lượng biên phòng hai bên. Bắc Kinh chưa công bố con số thương vong của bên Trung Quốc. Vụ va chạm diễn ra giữa lúc căng thẳng dâng cao giữa hai nước. Ấn Độ cáo buộc Trung Quốc đang đưa hàng ngàn quân vào thung lũng Goven ở Ladakh. Đây là lần đầu tiên trong nhiều thập niên qua đã có người thiệt mạng trong cuộc đối đầu giữa hai nước. Từ trước đến nay, hai bên chỉ mới có một lần giao tranh vào năm 1962 và Ấn Độ đã thảm bại trong lần đó. Ấn Độ cáo buộc Trung Quốc chiếm đóng 38.000 cây số vuông lãnh thổ của Ấn Độ. Một số vòng đàm phán trong ba thập niên qua đã thất bại không giải quyết được tranh chấp biên giới. Hồi tháng 5, hàng chục lính Ấn Độ và Trung Quốc đã đổ đã xô đẩy đấm nhau trong một cuộc va chạm ở khu vực đường biên giới bằng xích kim ở miền đông bắc. Vào năm 2017, hai nước đụng độ tại khu vực này sau khi Trung Quốc tìm cách mở rộng con đường biên giới chạy qua cao nguyên đang tranh chấp. Quân đội hai nước cũng là hai lực lượng quân đội lớn nhất của thế giới đã đối đầu nhau ở nhiều điểm. Hai bên được phân chia bởi đường kiểm soát thực tế, phân định ranh giới không chuẩn xác, các mốc là sông, hồ, đỉnh núi phủ tuyết khiến cho con đường kiểm soát này có thể bị dịch chuyển gây chuyển gây ra chuyện đối đầu giữa hai bên. Có một số lý do gây căng thẳng dâng cao vào thời điểm này, nhưng những điểm chiến lược thì nằm ở gốc rễ vấn đề và cả hai bên đều đổ lỗi cho nhau. Ấn Độ đã xây dựng con đường mới trong cái mà chuyên gia nói là khu vực xa xôi hẻo lánh và dễ bị tổn thương nhất dọc theo Lex ở Ladakh và việc Ấn Độ quyết định tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng này dường như đã khiến cho Bắc Kinh tức giận. Con đường mới sẽ làm tăng lực năng lực cho Delhi trong việc nhanh chóng đưa người cùng với vật chất thiết bị tới nơi trong trường hợp có xung đột. Và trong tình hình có xung đột với biên giới của Ấn Độ thì Trung Quốc cũng không ngừng tiến tiến về phía biển đông nơi tranh chấp chủ quyền với nhiều nước ở khu vực Đông Nam Á. Tàu khảo sát của Trung Quốc lại vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam Tàu khảo sát Hải Dương 4 của Trung Quốc đã vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam chỉ cách đảo Phú Quý khoảng 182 hải lý hôm thứ Ba ngày 16 tháng 6 Đài áo Châu Tự Do sử dụng hai phần mềm định vị xác định Hải Dương 8 đã tiến vào khu vực biển của Việt Nam hôm 14 tháng 6 sau khi đi qua căn cứ quân sự của Trung Quốc ở Đạ Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa. Dữ liệu định vị mới nhất vào sáng 16 tháng 6 cho thấy tàu này nằm hoàn toàn trong vùng 200 hải lý từ bờ biển của Việt Nam. Hiện không rõ nguyên nhân vì sao Trung Quốc điều tàu Hải Dương 4 vào vùng biển của Việt Nam vào lúc này. Chính phủ Trung Quốc và Việt Nam đều chưa lên tiếng gì về động thái này. Tuy nhiên, vào khoảng nửa cuối năm 2019, Trung Quốc đã từng tiểu điều, điều tàu khảo sát Hải Dương 8 cùng với tàu hải cảnh vào quấy nhiễu hoạt động khai thác dầu khí của Việt Nam ở khu lô dầu khí 0601 trong liên doanh giữa Việt Nam với công ty Rosneft của Nga ở Bãi Tư Chính. Lập trường của Trung Quốc là phản đối các việc Đối với các quốc gia đòi hỏi chủ quyền ở khu vực biển Đông hợp tác với các công ty quốc tế ngoài khu vực để khai thác dầu khí ở biển Đông. Theo các phần mềm theo dõi hàng hải dường như Hải Dương 4 lần này không đi cùng với các tàu hải cảnh vùng biển Việt Nam, chỉ có tàu hải cảnh Hải Dương 5202 hiện đang đậu ở đá chữ thập gần đó. Việc Hải Dương 4 lần này vào vùng biển của Việt Nam cũng có thể liên quan đến các hoạt động khai thác dầu khí của Việt Nam với công ty Rotlef của Nga gần bãi tư chính. Truyền thông trong nước cho biết giàn khoan dầu Slick Bordrow của một công ty có trụ sở ở Anh theo dự định sẽ hoạt động trong khu vực này. Giàn khoan đã được kéo về cảng Vũng Tàu hôm 22 tháng 4 nhưng theo dữ liệu phần mềm định vị thì giàn khoan này vẫn chưa rời cảng. Trung Quốc cũng đã từng đe dọa Việt Nam trong những hoạt động khoan thăm dò dầu khí trước đây của công ty Repsol Tây Ban Nha hồi năm 2017 và 2018. Hôm 13 tháng 6 vừa qua, công ty dầu khí Repsol của Tây Ban Nha đã chuyển nhượng các cổ phần của công ty này ở ba lô dầu khí ngoài khơi phía đông của Việt Nam cho Petro Việt Nam với lý do khó khăn do bị sức ép từ Trung Quốc hồi năm 2018. Chuyên gia Việt Nam đồng thuận tích cực chuẩn bị khởi kiện về Biển Đông Việt Nam chuẩn bị cho việc Trung Quốc và kiện Trung Quốc về vấn đề Biển Đông trong 2 năm qua và đang tích cực đẩy nhanh công việc. Hai nhà nghiên cứu người Việt Nam cho phóng viên biết hôm 16 tháng 6, ít ngày sau khi một viện trưởng cấp quốc gia của Trung Quốc nói Hà Nội sẽ trả ra đắt nếu kiện Bắc Kinh. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp thuộc Viện ISIES nói trong giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam có sự đồng thuận về chính sách và chiến lược liên quan đến việc kiện Trung Quốc tại một cơ quan tài phán quốc tế. Các bước đi của phía Việt Nam và các phản ứng có thể đến từ Trung Quốc dường như đã được Hà Nội tính toán kỹ, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp cho hay. Các chuyên gia Việt Nam tham gia công tác chuẩn bị nhiều liên lạc với các đối tác Mỹ, Anh, Pháp trong những tháng gần đây, dù bị ảnh hưởng một chút vì đại dịch virus Vũ Hán cản trở các cuộc gặp gỡ trực tiếp, ông Hợp nói thêm. Việt Nam đã làm rất nhiều thúc đẩy quan hệ với các tòa án quốc tế, trong đó có PCA, tòa trọng tài thường trực. Thạng sĩ Hoàng Việt, thành viên của một ban nghiên cứu về luật biển, hải đảo ở Việt Nam, nói với phóng viên, theo Thạc sĩ Hoàng Việt, Hà Nội đến nay đã tiệm cận gần hơn và ông mô tả rằng việc chuẩn bị cũng rất đầy đủ. Như VOA đã đưa tin ngày 12 tháng 6, Tiến sở sĩ Ngô Sĩ Tồn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nam Hải Quốc gia của Trung Quốc đăng một bài viết với chương trình sáng kiến tìm hiểu tình hình chiến lược Nam Hải tức Biển Đông thuộc Viện Nghiên cứu Hải Dương tại Đại học Bắc Kinh. Trong bài viết, học giả họ Ngô dẫn tin hôm 7 tháng 5 của Asia Times nói Việt Nam có sự cân nhắc nghiêm túc cho việc kiện Trung Quốc ra tòa trọng tài quốc tế về tranh chấp ở biển Đông. Từ đó đưa ra những bình luận của ông ta và giới nghiên cứu cho rằng cũng thể hiện quan điểm của chính quyền Trung Quốc. Vị viện trưởng Trung Quốc khẳng định nếu chọn con đường kiện tụng, Hà Nội sẽ chứng kiến quan hệ Việt Trung bị thụt lùi và trả giá đắt cho những biện pháp đáp trả từ phía Bắc Kinh bao gồm cả hành động vây hãm, cắt đường tiếp vận của Việt Nam đến các đảo ở Trường Sa cũng như Trung Quốc có thể khởi sự thăm dò dầu khí ngay trong bãi thư chính. Dưới con mắt chuyên gia tiến sĩ Hà Hoàng Hợp bình luận rằng những lời lẽ chứa đựng hàm ý đe dọa của học giả Ngô Sĩ Tồn chỉ là đòn gió vì nếu cần trao đổi thông điệp hai nước có các kênh từ lãnh đạo cấp cao cho đến cấp bộ hoặc đặc biệt là thông qua bộ ngoại giao của hai bên. Vẫn theo nhà nghiên cứu thuộc ESIAIS có trụ sở ở Singapore kể từ mùa hè năm 2014 khi Trung Quốc đưa tàu khảo sát cỡ lớn vào xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Hà Nội ngày càng thất vọng về khả năng dùng các biện pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp trên biển. Tiến sĩ Hà Hoàng hợp nói từ đó đến nay đã hơn 6 năm rồi mà tiến trình áp dụng các biện pháp hòa bình kể như cạn rồi, chỉ còn một biện pháp hòa bình nữa là biện pháp pháp lý thôi. Hiện nay cả hai phía Việt Nam và Trung Quốc đều cảm nhận rằng bước đó gần đến nơi rồi. Thạc sĩ Hoàng Việt đưa ra nhận định: Tôi cho rằng Trung Quốc đe dọa là một chuyện nhưng tôi vẫn khẳng định rằng sớm muộn gì Việt Nam phải khởi kiện Trung Quốc thôi. Bởi vì Trung Quốc sẽ không dừng các tham vọng của họ trên khu vực biển Đông và càng ngày càng lớn tới. Và vấn đề một mức nào đó thì Việt Nam không chịu nổi buộc phải đưa Trung Quốc ra tòa. Nếu thua kiện uy tín của Trung Quốc sẽ bị sụp đổ hoàn toàn. Trong bài viết liệu Việt Nam có suy nghĩ kỹ trước khi nộp đơn kiện về Nam Hải tức Biển Đông đăng hôm 12 tháng 6, tiến sĩ Ngô Sĩ Tồn của Trung Quốc đặt giả thiết nếu rằng Việt Nam khởi kiện, Việt Nam sẽ làm giống như Philippines Hồi tháng 7 năm 2016, sau khi xem xét đơn kiện của Manila chống lại tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với Biển Đông, một tòa trọng tài quốc tế ra phán quyết phủ nhận đường chín đoạn của Trung Quốc trên bản đồ về Biển Đông. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp nói với VOA về một kết quả tiềm tàng nếu Việt Nam kiện Trung Quốc. Dự báo khả năng thắng kiện là rất lớn và cũng có thể dự báo luôn là Trung Quốc sẽ không công nhận kết quả phán quyết tới đây. Kết quả phán quyết nếu Việt Nam khởi kiện sẽ tương tự như kết quả của Philippines đã có năm 2016 và Trung Quốc sẽ có cùng một thái độ là không công nhận phán quyết mà tòa quốc tế đưa ra cho Philippines. Như vậy Trung Quốc sẽ tăng cường quấy phá và đe dọa Việt Nam trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, trên biển, trên các diễn đàn quốc tế, Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp nói các hành động gây dối trên biển của trung quốc đối với việt nam có thể còn nhiều hơn và nghiêm trọng hơn những gì họ đã làm với philippines thậm chí có thể có nổ súng ông hợp nói chuyên gia này khẳng định rằng phản ứng của trung quốc chỉ mang lại thêm những bất lợi cho nước này khi thế giới nhìn vào đó và phê phán rằng trung quốc một thành viên cộng đồng quốc tế và một ủy viên thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc lại không tuân thủ phán quyết của một cơ quan pháp lý thuộc liên hợp quốc nhà nghiên cứu luật biển hải đảo hoàng việt nhấn mạnh với voa rằng giá trị của các động của các tác động từ phán quyết của tòa trọng tài về biển Đông có sức mạnh không thể xem thường. Thạc sĩ Hoàng Việt chỉ ra rằng sau phán quyết năm 2016 cả bộ máy chính trị và giới học giả dạ Trung Quốc đều phải tìm cách bác bỏ, nhưng một loạt các nước có tranh chấp hoặc có quyền lợi ở biển Đông gồm cả Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Mỹ, Philippines vẫn viện dẫn phán quyết điều chỉ có tuyên bố theo phán quyết ông việt nói về hiệu ứng cú đánh bồi nếu việt nam cùng thắng kiện ví dụ việt nam tiếp tục đưa kiện ra tòa như philippines và tiếp tục thắng kiện thì không những uy danh của trung quốc bị sụp đổ mà sự đe dọa cũng rất lớn bởi vì các quốc gia khác sẽ đưa ra vấn đề pháp lý phù hợp với phán quyết đó tạo sức ép rất lớn với trung quốc nếu ví dụ sau việt nam tiếp tục là malaysia nhưng trong võ thuật có liên hoàn cước thì chiến thắng liên hoàn như vậy sẽ có tác động rất lớn đối với thế giới. Trong khi thế giới nhìn vào vấn đề uy tín của Trung Quốc, theo thạc sĩ Hoàng Việt, Trung Quốc lo sợ hơn về ảnh hưởng lớn về từ các vụ kiện tụng tiềm tàng đến sự phát triển của quốc gia có hơn 1,4 tỷ dân này. Không phỏng đoán về một khung thời gian cụ thể, chuyên gia Hoàng Việt cho rằng Việt Nam sẽ cố nhấn nhịn chừng nào có thể, ông nói với VOA. Nếu Trung Quốc không làm căng vấn đề, Việt Nam cũng không dại gì khởi kiện Trung Quốc để làm ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai bên. Tuy nhiên, nếu Trung Quốc cứ tiếp tục dồn Việt Nam vào chân tường như hiện nay, ví dụ như gần đây Trung Quốc bóng gió về việc thành lập vùng nhận diện phòng không EDAZ trên Biển Đông, nếu Trung Quốc thực sự tuyên bố thì chắc chắn Việt Nam sẽ tìm cách khởi kiện. Trong khi đó, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp đưa ra nhận định rằng quyết định của Việt Nam về khi nào nộp đơn kiện ra tòa sẽ xoay quanh Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam vào đầu năm 2021, ông nói. Trước khi Đại hội Đảng 13 thì Việt Nam chưa kiện Trung Quốc đâu vì bây giờ họ còn đang chuẩn bị cho đại hội cho nó xong. Thế nhưng không loại trừ là trước đại hội họ có thể khởi kiện vì họ nắm tình hình là khóa tới vẫn nhất quán với việc khởi kiện nên họ sẽ làm việc này. Các khả năng, các bước mà Trung Quốc có thể phản ứng cư xử với Việt Nam thì dường như họ Việt Nam tính toán rất kỹ. Hồi đầu tháng này, nữ chuyên gia Bonnie Glasser, cố vấn cao cấp về châu Á và giám đốc dự án sức mạnh Trung Quốc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS cho VOA biết rằng trong nhiều năm qua Việt Nam đã âm thầm nỗ lực thu thập thông tin bằng chứng, luôn ở tư thế sẵn sàng và chỉ cần có một quyết định chính trị được đưa ra là sẽ kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế về tranh chấp biển Đông. Trong một diễn biến liên quan cũng đầu tháng 6, tiến sĩ luật người Mỹ Dale Montpelier người từng có vấn pháp lý cho các vụ tranh chấp liên quan đến dầu khí ở Việt Nam tiết lộ với VOA rằng ông đã gửi thư đến Đại sứ quán Việt Nam ở Washington và đề nghị tư vấn miễn phí cho Việt Nam kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế về vấn đề chủ quyền Biển Đông. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.